Xin chào cả nhà. Thì hiện tại đang là buổi sáng ngày mùng 1 tháng 5 năm 2022. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì nhà Bình Phúc vừa mới về một lô hàng đàn guitar thùng bãi Nhật. Toàn bộ là hàng đấu giá. Thì đây là chuyến hàng thứ hai. Ngày hôm qua em cũng có về một chuyến. Ngày hôm qua ngày 30 tháng 4. Thì trong hai ngày lễ là 30 tháng 4 1 tháng 5. Thì bên nhà Bình Phúc luôn luôn cập bến những đơn hàng và khui ra để mà phục vụ cho khách hàng. Thì bên em là năm nay không nghỉ lễ vì trong quá trình dịch bệnh này bên em sẽ làm việc thông lễ cho các bác luôn. Thì trong cái thời điểm mà đầu tháng 5 này thì bên nhà Vĩnh Phúc về khoảng gần 100 cây các bác ấy. Đấy, dao động khoảng 90 đến 100 cây. Thì cái lô hàng mà đầu tháng 5 này nó rất là đa dạng và phong phú. Nó có nhiều mặt hàng. Đó. Classic, Aquatic, hàng có EQ và hàng không có EQ, hàng khuyết, hàng dày, hàng mỏng đều có hết tất cả các mặt hàng, các mã hàng. Thì em sẽ cố gắng ở trong cái tháng 5 này sẽ đưa những cái sản phẩm này lên để giới thiệu cho toàn thể quý vị chiêm ngưỡng, và quý vị đặt hàng tại trung tâm yến cùng nhà Quỹ Phúc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982 các bác nhé. Đó. Em sẽ tiến hành lần lượt là khui hết những cái mặt hàng ra, sau đó giới thiệu sản phẩm cho quý vị ở trong cái tháng 5 này. Thì các bác tin yêu và ủng hộ trung tâm nhà Quỹ Phúc thì bên nhà Quỹ Phúc luôn luôn sẽ có những cái sản phẩm để phục vụ nhu cầu của toàn thể quý vị. Mỗi một bọc hàng này sẽ có khoảng 2 cho đến 3 cây trong một bọc này các bác nhé. Đấy, mỗi bọc này khoảng 2 đến 3 cây. Rất là nhiều ạ.
bọc này khoảng 2-3 cây các bác nhé. Sản phẩm ở bên em này còn rất là nhiều, em sẽ giới thiệu cho các bác vào trong cái thời điểm trong tháng 5 này, thì các bác cố gắng theo dõi ở bên em để mà có được những sản phẩm chất lượng các bác nhé. Em quay sơ qua như vậy một chút để thông báo cho các bác là hàng của bên nhà Quỹ Phúc là luôn luôn về đó, luôn luôn phục vụ cho toàn thể quý vị. Đây là vừa mới khui ra cái đây các bác nhé. Đấy, đây đang khui dở rồi, em sẽ rút ngắn gọn nó. Bốc hàng thì xe xuống này, dạch hàng ra này. Đấy, rất là vất vả. Đấy, nhưng mà vui các bác nhé, vì được phục vụ cho toàn thể quý khách hàng đang tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành nộp hết ra luôn. Đây là toàn bộ sản phẩm đã được khui ra, kiểm kê rất là kỹ lưỡng, rất là cẩn thận. Thì những cái sản phẩm này bên nhà Vĩnh Phúc là sẽ cố gắng tranh thủ là căn chỉnh vệ sinh lau chùi. Ở đây thì chỉ việc lau chùi phần bụi bẩn thôi, sau đó là sẽ căng dây. Đấy, căng dây căn chỉnh mọi thứ ngon lành, sau đó là sẽ làm clip giới thiệu sản phẩm. Chứ bên nhà Vĩnh Phúc là không hề có cái chế độ là tút lại hay là sửa chữa hay là làm lại bất cứ một cái gì các bác nhé. Hàng của bên em toàn bộ hàng đấu giá trong hộp cắt xê về, thì bên em là cập bến cái là bên em là khui ra luôn. Đấy, khui ra để kiểm kê, đầu tiên là công đoạn là kiểm kê, kiểm tra mặt hàng trong quá trình vận chuyển có vấn đề gì không. Đấy, sau ghi tên mã sản phẩm ở trên các đầu cần đàn này. Đấy, sau đó là làm lần lượt vệ sinh lau chùi căn chỉnh, và khi mà vệ sinh lau chùi căn chỉnh xong thì được khoảng 10 đến 15 cây hoặc 20 cây chẳng hạn, thì bắt đầu sẽ làm clip đưa lên. Thì ở đây thì có đến cả 100 cây các bác nhé. Thì cố gắng là phục vụ cho các bác trong cái tháng 5 này, từ đầu tháng đến cuối tháng là sẽ lên rất là nhiều clip để mà gửi gắm tới toàn thể quý khách hàng đang tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc Quỹ Phúc. Thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác quan tâm sản phẩm ở bên em, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.